loại dầu ăn giúp cho các bạn hạ được mỡ máu, tốt cho tim mạch, có trong gian bếp nhà bạn. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu với dược sĩ Hiếu nha. Có một cái quy luật để mà cơ thể chúng ta hạ được mỡ máu, đấy chính là chúng ta cần cung cấp những chất béo vào. Nghe cũng có thể là vô lý đúng không? Nhưng nó thật sự là đúng. Bởi vì cơ thể của chúng ta nó một cái cơ chế là tự cân bằng. Khi mà nó đủ chất béo tốt thì nó mới đào thải được chất béo xấu ra bên ngoài. Còn nếu như các bạn không bổ sung đủ cái chất béo tốt vào thì mãi mãi nó không bao giờ hạ được cái mỡ máu xấu đâu. Đó là lý do vì sao mà có rất nhiều người ăn kiêng toàn bộ rồi nhưng mà nó vẫn không xuống được cái mỡ máu xấu. Thì mọi người phải cần bổ sung cho mình những loại cái mỡ máu tốt vào trong cơ thể của mình. Đặc biệt là những chất béo mà được coi là chất béo không bão hòa đơn có rất nhiều trong dầu thực vật. Đầu tiên nhất đó là dầu ô liu. Dầu ô liu đã là quá nổi tiếng rồi với những cái chế độ ăn của cái vùng Địa Trung Hải, nơi mà có những cái bệnh lý về tim mạch hay là biến chứng về tim mạch thấp nhất trên thế giới. Người ta luôn luôn bổ sung cái dầu ô liu vào cái thực phẩm ăn hàng ngày của mình dưới dạng là không chế biến nhiệt. Ví dụ như là trộn salad hay là cho vào những cái món ăn sashimi của họ. Thì trong cái dầu ô liu nó đã được chứng minh là nó giúp hạ được cái mỡ máu xấu của mọi người xuống, chính là cái chỉ số triglyceride và LDL cholesterol. Và nó cũng làm tăng được cái HDL là cái mỡ máu tốt cho mọi người. Trong dầu ô liu nó có rất nhiều vitamin và những chất chống oxy hóa, thì nó giúp cho chúng ta bảo vệ được hệ tim mạch và hạn chế những cái biến chứng liên quan đến tim mạch. Nhưng dầu ô liu nó là một cái loại dầu hơi đắt đỏ đúng không? Thì mọi người có thể chuyển sang một loại dầu rẻ hơn, đó chính là dầu hướng dương. Dầu hướng dương được Hội Tim Mạch Hoa Kỳ cho vào và khuyến cáo dành cho những người bị mỡ máu cao hay là những người có vấn đề về tim mạch thì chúng ta bổ sung dầu hướng dương vào. Thì chúng ta cũng không bị quá nhiều những cái thực phẩm liên quan đến, nó không bị liên quan đến cái vấn đề là biến đổi gen giống như là dầu đậu nành. Mà trong dầu hướng dương cũng có khá nhiều những loại chất béo không bão hòa đơn với hàm lượng khá cao. Nó giúp cho chúng ta hạ được cái cholesterol xấu LDL xuống, nó hạ được triglyceride xuống và nó làm tăng HDL cholesterol lên. Trong cái dầu hướng dương cũng có rất nhiều vitamin E, vitamin A, nó giúp cho chúng ta bổ sung vitamin và khoáng chất. Dầu hướng dương cũng có khá nhiều các chất chống oxy hóa, trong đó thì nó sẽ giúp chúng ta bảo vệ được thành mạch và hạn chế những cái nguy cơ về tim mạch hay là viêm thành mạch cho mọi người. Còn một cái dầu được với đỉnh cao mà chứa cái hàm lượng chất béo rất tốt, đó là cái hàm lượng mà liên quan đến vấn đề chất béo không bão hòa đơn, đó là cái dầu bơ. Thì trong dầu bơ được xem là vô địch. Thì khi mà nó có hàm lượng chất béo không bão hòa đơn cực kỳ lớn, dầu trong bơ thì nó là một loại có một hàm lượng chất béo không bão hòa đơn rất nhiều. Khi mà mọi người bổ sung vào thì nó sẽ hạ được cái mỡ máu xấu, nó làm tăng được cái mỡ máu tốt lên. Ngoài ra nữa thì trong quả bơ nó có rất nhiều chất chống oxy hóa và đặc biệt là nó giàu omega 3. Cái omega 3 nó có tác dụng giảm viêm trên thành mạch, nó làm giảm cái nguy cơ tạo thành những cái mảng xơ vữa. Từ đấy nó làm giảm được cái nguy cơ hình thành cái huyết khối và giảm nguy cơ bị nhồi máu cơ tim hay là những cái biến chứng về tim mạch. Trong quả bơ thì nó cũng có khá nhiều những loại vitamin E, vitamin A và chúng ta hoàn toàn có thể mua được những cái loại dầu này ở siêu thị. Nhưng có một điểm lưu ý mà dược sĩ muốn nhấn mạnh nha, là những cái loại dầu này cực kỳ tốt, nó sẽ giúp cho chúng ta tăng đào thải được cái mỡ máu xấu, chính là cái LDL cholesterol ra bên ngoài và nó tăng cái HDL cholesterol cho chúng ta. Nhưng nó chỉ tốt khi nó không được chế biến dưới dạng nhiệt. Nếu như mọi người có cần chiên rán thì dầu thực vật không phải là lựa chọn ưu tiên, mà lúc đó chúng ta nên chọn mỡ động vật, đặc biệt là mỡ heo. Bởi vì cái nhiệt độ mà bị phân hủy của cái mỡ heo nó sẽ cao hơn rất nhiều so với cái dầu thực vật. Nếu như dầu thực vật bị chiên rán ở nhiệt độ cao, nó sẽ bị phân hủy, bị hydrat hóa, thì nó sẽ làm gia tăng cái phản ứng viêm trong thành mạch còn nhiều hơn cái mỡ heo. Nên nếu như chiên rán thì chúng ta nên dùng cái mỡ heo, nhưng với cái tần suất ăn đồ chiên rán nó phải giảm xuống. Mỗi tuần chúng ta chỉ cần ăn từ 1 đến 2 lần chiên rán từ cái mỡ heo thì nó không dư thừa. Còn lại thì chúng ta ăn dưới dạng salad nè, chế biến không nhiệt. Chúc mọi người hạ được mỡ máu thành công.